Con chào thầy. À, bằng iPad Đâu? ngồi thẳng lên thế nào, Dạ. ngồi thẳng lên thế nào, Thằng thôi. màn thẳng lên như bình thường thế nào, sao con có thể để nhìn một nửa nửa mặt con để làm cái gì? Ngửa mặt được rồi thầy. Nhanh lên, màn hình cho thẳng lên, ngồi ở giữa ấy. Ngồi giữa mà. Nó vật quả tiếng nó hơi to. Đã gửi bài tập cho thầy chưa? Còn chưa nhưng có làm rồi. Đã tặng như thế nào rồi? Ừ. Thầy dặn là gửi về tập được không? Thế xong gửi. Ừ. Mình không bảo mẹ. Ừ. Mình quên không bảo mẹ. Suốt ngày quên. Mấy lần quên rồi? Hai lần. Lát xong bảo mẹ chụp gửi ngay nha. Không. Mẹ nhà không? Mẹ đang ở trên tầng nằm. Lát bảo mẹ nha. Không. Nào, thế đã học từ mới chưa? Đã chép chưa? Ông chép rồi. Học chưa? Học rồi. Nào, từ mới có những từ nào? Từ đầu tiên đến bây giờ. Từ buổi kia là đầu tiên là được tha mình. Câu xin Học lại từ đầu, nghĩa của nó là gì? được tha mình là căn hộ. Câu Apartment. apartment là căn Apartment. hộ. Apartment là căn hộ. Câu xin là Azen. tha dân là anh chị em họ. Còn cái từ kia con chả biết đọc nhưng còn nhớ. Gì? Cái từ thứ ba con không biết đọc nhưng còn nhớ. Nghĩa nó là gì? Nghĩa nó là Gặp vợ cô. vào. Để con xem cái từ gì con chả biết đâu. Cô gì chú bác. Sao nói là? Nghĩa là gì? Nghĩa là mua gì chú bác. Không đúng. Cái của từ nào Aunt. à, cô gì chú Không đúng. là từ nào. Ừ? Con nhớ là cô gì chú. Có chú đấy không? Ừ? Xem lại bỏ xem có chú đấy không? Mà là gì? Cô gì bác? Bác gì? Cô gái. Nhớ nhé, không có gộp chung lại hết nhé. Gì là gì? Chú là chú nhá. Bác trai là bác trai nhá. Bác gái là bác gái nhá. Không chung. Tiếp. Living là phòng khách. Bedroom là phòng ngủ. Kitchen là phòng ăn. Bathroom là phòng tắm. Kitchen là cái gì? Kitchen là phòng ăn. Lại phòng ăn. Kitchen là gì? Là phòng bếp. Dining room mới là phòng ăn nha. Tiếp gì nữa? Hôm qua học con trẻ chạy được đâu. Ừ, có những từ nào? Có cái từ gì dài dài nhưng không biết đọc. Dài dài là từ nào?
Pro pro Reposition. reposition reposition Reposition. reposition là giới tư thôi Đó. kèo Ừ? kèo là gì vậy? Nữa nhỉ? Tôi bị bèn rồi. Từ gì? Gì nhỉ? Như tôi à như tôi ý là descend Dishwasher. washer à ở đây đọc như thế Dishwasher. dishwasher là tả Là cái gì? Dishwasher cơ mà. Miêu tả là từ khác. watch Describe. Là gì? Describe. là tả thôi. Rồi, gì nữa? Pillow Pillow. là cái gối Tiếp. cái mũ gì mũ gì hầu hầu hay cáp à hầu à cáp cáp là mũ gì Mũ gì mà con trai hay đội? Gì đây? Học như thế hả? Mũ gì? Đấy gì? lưỡi Mũ lưỡi chai. tiếp theo hình như là hầu hầu là sảnh nhà Hall, hall, là sảnh nhà sảnh chính, gì nữa? cùng hình như cuối cùng là attic 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 Optic là cái gì? chắc là bóc xếp đúng rồi chắc thứ Thế nữa. Nào, buổi trước chúng ta đang học về pronunciation z, z and is, đúng không nào? Và đợt trước thầy nói là gì? Hôm nay chúng ta sẽ học về các cái dấu hiệu nhận biết khi nào phát âm thành âm z, âm s và is, đúng không? Nào, Vâng. listen and repeat the words, okay? Activity 5. Nghe được chưa? Listen Nghe rồi. and repeat the words. Lamps. Lamps. Posters. Posters. Sinks. Sinks. Fridges.
Fridges. Tables. Tables. Wardrobes. Wardrobe. Toilets. Toilets. Beds. Beds. Thế con đọc một loạt âm gì con biết không? Có mấy con chỉ đọc âm gì không? Âm S. Chính xác. Ở đây người ta đọc thành mấy âm? Ba âm. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có dấu hiệu để chúng ta phát âm thành ba âm này. Đầu tiên, đơn giản nhất mà chúng ta hay phát âm, đó chính là âm. Âm này là âm gì? S. Ai bảo âm S? À, âm gì? S. Chưa? Đó là các từ kết thúc bằng S. Bằng đuôi S. Đuôi sau. Thứ nhất, P, K, T, F. Được chưa? P, K, T, F. Pháo kích từ phía. Nhìn thấy chưa? P, K, T, F. Pháo kích từ phía. Thì sẽ phát âm thành âm. Âm gì? Nào, thầy đã bảo ghi chưa? Con đang ghi đó. Con chỉ ghi thứ này thôi. Ừ, thế thầy đang hỏi nào. Các từ pháo kết thúc bằng đuôi P, K, T, F phát âm thành âm gì? La. Âm gì kia? Âm chưa? Tiếp đến là âm is. Được chưa? Phát âm thành âm is. Các từ kết thúc bằng đuôi. Các đuôi như sau. O. S. Double S. SH. CH. X. Is. No, not E. GE. GE. Được chưa? Những từ mà kết thúc bằng các cái đuôi. Đuôi gì đây? Đuôi is. Đuôi O. S. Double S. S. H. C. H. E. Được chưa? O. S. Double S, S, H, C, H, X, and G, E. Thì đều phát âm thành âm. Is. Is. Được chưa? Còn phát âm thành âm z, z. Khi this là các từ còn lại. Yeah. Vậy là chúng ta chỉ cần nhớ đúng hai cái đầu tiên đúng không nào? Đó là âm và is, đúng không? Vâng. Rồi, ghi vào vở nào. Ghi lại vào vở. Vâng. Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi. Ừ, thiếu mất một từ nữa. GE và CE. Rồi đó là âm z nữa.
Đó, được chưa? Những từ mà kết thúc bằng đuôi O này, S này, double S này, SH này, CH này, X, GE này, GE này và Z đều phát âm thành âm is. Còn phát âm thành âm S khi mà nó kết thúc bằng PKTF. Pháo kích từ phía. Ông ơi thôi. Được chưa nào? Bây giờ đầu Tiếng tiên nào, từ đầu tiên phát âm thành âm gì? lấy phát âm thành âm Âm y gì? Ừ? Nhìn y kỹ. Kết thúc bằng đuôi gì đây? s Nhìn đuôi của từ đấy nó kết thúc bằng gì? Chữ y cái gì đây? Chữ gì? Rồi, thế nó phát âm thành âm gì? Âm gì? Âm có đúng nó là pháo đây chưa? Thế đến tiếp đến cái này phát âm thành âm gì? Tại sao là âm z? Tại vì không không có những không kết thúc bằng Những cái đuôi bên trên này đúng không? Tiếp đến từ này. Âm gì đây? Tại tại vì sao? kết thúc bằng Bởi đuôi vì... cây. Rồi. Tiếp từ tiếp theo. Tiếp theo là kết thúc bằng Ừ. Phát âm thành âm gì? âm À, kết thúc bằng đuôi gì đây? người người đừng nói là is Đuôi gì? Đuôi gì đây? người g GE đúng không? Phát âm thành âm gì? is Đúng rồi. Is đọc rõ ràng ra nha. Người ta đọc là fridges. Fridges. Được chưa? Fridges. Tiếp. tiếp theo là phát âm là từ Âm gì? âm Tại sao? tại vì nó không kết thúc bằng đuôi của hai cái từ kia. Rồi, tiếp đến từ này. Này cũng là Rồi. cái này vâng này đọc là Phát âm thành âm gì nhỉ? Kết thúc của nó đây. Âm gì? Âm z, đâu ra? Kết thúc bằng chữ gì đây? Chữ gì? À, nói to lên thành nghe nào. Thì trong chữ gì? Tứ đúng không? Đúng chưa? Từ cuối cùng phát âm thành âm gì? âm thành âm Tại sao? tại vì nó không kết thúc bằng hai từ Bằng kia. những từ bên trên được chưa? Ở đây chúng ta có pháo này, kích này, tứ này, đúng chưa? Hiểu nguyên lý chưa? Nào, thế bây giờ sẽ làm bài tập nào. Now, listen again and put the words in the correct column, okay? A closer look. Nào, kẻ vào vở đã, ba cột ra.
rõ ràng z và is. Ừ, sợ con nghe không kịp thôi. Được nghe hai lần chưa, bỏ ra chưa? Rồi, chưa xong. Ba cột xong chưa? Rồi thôi. Nghe nha. A closer look, 1. Activity 6. Listen again and put the words in the correct column. Lamps. Posters. Sinks. Fridges. Tables, wardrobes, toilets, beds. Nghe được mấy từ rồi? Được 5 từ rồi. Nghe lại. A closer look, 1. Activity 6. Listen again and put the words in the correct column. Lamps. Posters. Sinks. Fridges. Tables. Wardrobes. Wardrobe. Toilets. Beds. Chỉ là những cái từ này thôi chứ những từ nào đâu. Ba từ cơ không biết. Nó chính là những cái từ này này. Activity 5. Listen and repeat the words. Đây, nghe nhanh. Lamps. Posters. Sinks. Fridges. Tables. Wardrobes. Toilets. Beds. Nghe rõ chưa? Rồi ạ. Thầy đã ghi được chưa? Rồi thầy. Nào, bây giờ điền vào đây nhanh lên, vừa nãy làm cho rồi. Bây giờ mà làm sai cái này nhá, không phải là 5 nữa mà là 10, vì vừa nãy chữa rồi. Chỉ là những cái từ vừa nãy thôi. Nhớ nhá, sai một từ đây là 10 cái, không nói nhiều. Thì thầy chữa cho rồi đấy.
Vẫn mất chữ thế này. Nhớ nha, nói rồi đấy. Nào, sao cứ mất chữ đây kìa? Tao không biết. Zoom nó đi gì, tao không biết đâu. Mãi đi. Cho con dùng lab thì suốt ngày lỗi. Cho dùng máy tính thì gõ chậm như rùa ấy. Thì lỗi thật mà thầy. Đấy, lại mất chữ. Cày dùm. Được rồi. Không rồi hả? Thế cái từ table kia nó như thế nào? Table kia vẫn thế là phải. Ừ. Table thiếu S. Thế có sửa không hay để cho nó sai? Rồi. Chưa nào rồi. Âm z, có những từ nào? Posters. Đọc cho đúng nào. Posters. Đọc to rõ ràng lên, sao cứ như kiểu mất hồn thế. Posters. 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 A closer table. Look. One. Tables. Tables. Con không đọc rõ âm cuối lên làm sao người ta nghe được. Số nhiều hay số ít? Ừ. Tables. Tables. Next. Wardrobes. 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 Là cái gì nhỉ? Wardrobes. Wardrobes. Ừ. Ừ, ở đằng sau lưng con nó là cái gì? Là cái quả. Ừ, mọi lần con hay ngồi ở đằng sau lưng con nó là cái gì đấy? Là cái ghế. Ở đằng sau. Ngồi sau con thì quả. Chứ cái chỗ mà con hay ngồi ấy. Là cái bàn. Đằng sau, đằng sau. Tưởng. Cái chỗ mà con hay ngồi cơ mà. Chỗ con hay ngồi là bàn ghế. Đằng sau nó là cái gì? Đằng sau con là cái quạt. Cái chỗ trên trước con ngồi ấy. Chỗ con ngồi đằng sau xong. Là cái gì? Ở trên con là cái giá sách ở trên đầu con. Thầy đang nói cái chỗ trước con ngồi. Hôm nay con chuyển phòng khác đúng không? Vâng. Mọi lần con hay ngồi ở đâu? Mọi lần hôm trước là ở nhà bà, bây giờ ở nhà con. Wardrobes là cái chỗ để con cất cái này này là cái gì? Là cái tủ. Tủ gì? Quần áo. Rõ chưa? Ghi từ mới. Wardrobes. Bỏ S đi. Tủ quần áo.
chưa? Tiếp đến từ gì? Beds. 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 Sounds is lamps. Lamps. Toilets. Lamps. Lamps. Next one. Toilets. 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 Sinks. 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 And is. Fridge. Fridges. 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 Now, read the conversation below. Underline the final S or yes in the words and write S, Z, or is, okay? Yeah. Understand? Do you understand? Yes. Làm gì đây nhỉ? Đọc. Đọc làm gì? Đọc để làm gì? Đọc để... Để đọc, viết. Đọc để làm gì? Đọc rồi. Lần lượt đọc. Làm gì đấy? Underline. Underline. Làm gì nhỉ? Underline. Gạch chân. Nhắc bao nhiêu lần rồi? Vào những gì? Words. Words and write. Là làm gì nhỉ? Để viết. Is. Đó chưa? Dạ. Ba cái, mỗi một cái một màu khác nhau. Đó chưa? F, A, F nữa. Hiểu chưa? Cả S và cả ES nó đều phát âm thành âm S, Z và IS. Được chưa? Hiểu chưa? Vâng. Làm nhanh. Quả là gạch hơi lâu rồi. Nhanh. Nhớ là chỉ có những cái từ nào mà nó kết thúc bằng đuôi S hoặc ES thôi nha. Không thể cả. Đấy thôi thầy. Không thể cả S and ES. Ừ, hiểu chưa? Tức là những từ nào nó kết thúc bằng S và ES thì mới gạch chân. Và gạch chân thì xem những cái đấy nó phát âm thành âm gì để mà chọn màu, rõ chưa? Hiểu chưa? Vâng. Ví dụ như là âm z một màu, s một màu và is một màu khác nhau, được chưa? S và es một màu khác nhau. Có hiểu? Người ta đang nói là cái âm s và es kia kìa, nó đều được phát âm thành âm s và is.
Có hiểu không? Hóa ra là thế. Thế từ đây đến giờ học cái gì? Hả? Từ nãy đến giờ là học cách phát âm đuôi những từ kết thúc bằng đuôi s và is. À, s và es nhầm. Mà còn không biết cách nữa thì đuôi s với đuôi es phát âm thành mấy từ, thành mấy loại? Dương. Dạ. Các từ kết thúc bằng đuôi s hoặc es phát âm thành mấy loại? Có mấy cách phát âm? À, những loại nào? Is. Nhớ chưa? Làm nhanh. Làm bài từ nãy giờ học nhưng vẫn không hiểu học cái gì thì chị chịu. Nhanh nhanh từ nãy giờ được một từ. Con nhầm mới lâu khác. Sao không nghe tiếng gì? Chưa? Chắc là hết rồi. Thế là có mỗi hai loại ở đây thôi hả? Đúng không? Không rồi. Thầy ơi, thế cái từ thêm anh mà có s ở ấy thì có tính không thầy? Thế thầy cho con ghi những cái gì rồi hả? Chưa. Xong chưa? Con nghĩ theo con là hết rồi. Nào, chúng ta có sings là âm gì đây? Là âm pitches âm gì? Pitches âm gì? Âm likes âm gì? Âm
Thế dishes âm gì? Dishes âm mà nhỉ? Âm gì? Âm gì? Âm gì? Thế đúng hay sai? Sai. Tiếp đến chopsticks âm gì? Là âm. Rồi vases âm gì? Âm. Vases. Is. Đúng chưa? Nó kết thúc bằng đuôi S-E. Đúng không? Ở trong bài thầy cho ghi lại the conversation and repeat. Nghe này. Pay attention to z, s, and is at the end of the words. Then practice the conversation with a partner. Mom, are you home? Tập trung. Yes, honey. I'm in the kitchen. I've bought these new dishes and chopsticks. They're beautiful, Mum. Where did you buy them? In the department store near our house. There are a lot of interesting things for the home there. We need some pictures for the living room, Mum. Do they have pictures in the store? No, they don't. But there are some ceiling lights. We are buying two for the new apartment this week. We also need two new vases, Mum. That's true. Let's go to the store this weekend. Hey, chưa? Vases. Có chưa? Vases. Trong bài thầy cho có ghi x. Thường là những từ đấy, nhưng mà chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào cách của nó nữa chứ. Nhìn thấy nó kết thúc bằng đuôi s chưa? Được chưa? Vases, vase, lọ cắm hoa. Vase, bỏ S đi, lọ cắm hoa. Tiếp đến, không chưa? Ceiling, nhìn thấy chưa? Ceiling, trần nhà. Yeah. Now, grandma, there is, there isn't, there are, there aren't. Now, chúng ta có như sau. Chúng ta có there is và there are để chỉ về sự vật đúng không? There is thì chỉ số gì? Số ít. Còn there are? Số nhiều. Rồi, ở dạng khẳng định thì là there is hay là there are. Ở dạng phủ định sẽ là there is và there aren't hay là there are not, được chưa? Cái phần này có hiểu không? Khẳng định nào, đây chúng ta có positive và negative, nhìn thấy chưa? Yeah. Positive là khẳng định rồi, negative là phủ định rồi, đúng không? Yeah. Tiếp đến chúng ta có singular là số gì? Singular số gì? Rồi thế plural số nhiều. Rồi, ở dạng khẳng định này, đúng chưa? Positive này, singular là there is, plural là there are, đúng không? Yeah. Negative, singular là there isn't. Plural
là the oven. The aunt, không có oven. The aunt. The aunt. The aunt. The aunt. Rồi, ở dạng câu hỏi và dạng câu trả lời ngắn, đúng không nào? Ừ. Dạng câu hỏi thì chúng ta hay đảo cái gì lên đầu câu? Từ ngữ. À, đảo cái gì? Từ gì? Rồi. Đảo is hoặc là đảo are lên đầu câu, được chưa? Phụ thuộc vào chủ ngữ số ít hay số nhiều, được chưa? Đúng không nào? Vâng. Ừ. Cái dạng này, cái dạng câu hỏi này này, nó giống như dạng câu hỏi của thì hiện tại đơn đối với động từ to be ấy, đúng không? Đúng không? Vâng. Đã hiểu chưa? Rồi. There is đi với số gì? There is đi với số ít. Dạng gì? Dạng khẳng định. There are đi với số nhiều, dạng khẳng định. There isn't đi với dạng phủ định, số ít. There aren't là đi với dạng phủ định, số nhiều. Is there, is there là câu hỏi số ít. Are there, is there là ở dạng khẳng định. Are there là ở dạng nào, nói lại một lượt nhiều. Nào, lại cho cơ hội lần cuối. Is there, is là there là số ít, là câu hỏi số ít. Are there là câu hỏi số nhiều. Nhớ chưa? Có nhầm cái này không? Không. Nhớ còn nha. Rõ chưa? Không được vâng. Nhầm cái này nha. Vâng rồi. Rồi, bữa hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Được chưa? Vâng. Buổi sau chúng ta sẽ thực hành về there is và there are. Vâng. Thứ nhất, về nhà làm gì? Về nhà ba mẹ chụp gửi bài cho thầy. Gì nữa? Làm bài của thầy. Bài gì? Bài đề. Và bài học thuộc từ mới, ghi từ mới. Nhớ chưa? Vâng. Có câu hỏi gì không? Con không ạ. Nhớ việc làm chưa? Nhớ rồi. Goodbye. Goodbye, teacher.